Hyundai Accent vượt Toyota Corolla Cross để chiếm vị trí số 1 ngay trong bước chạy đà doanh số năm 2022, trong khi Mazda CX-5 đánh dấu sự trở lại top 10 ô tô bán chạy nhất tại Việt Nam tháng 1 năm 2022 sau thời gian dài vắng bóng. Doanh số bán sổ giảm ngay trong tháng chạy đà trong năm 2022 khiến cuộc đua vào top 10 ô tô bán chạy nhất Việt Nam có nhiều xáo trộn. Toyota Vios không còn ở vị trí dẫn đầu, Ford Ranger bị đẩy khỏi cuộc đua. Trong khi đó, bộ đôi Kia Seltos và Kia K3 tiếp tục góp mặt. Dưới đây là top 10 xe ô tô bán chạy nhất tháng 1 năm 2022 tại thị trường Việt Nam. Xếp ở vị trí đầu tiên chính là Hyundai Accent với 2.398 xe. Sau khi xoáy ngôi Toyota Vios ở phân khúc sedan hạng B năm 2021, Hyundai Accent vừa có bước chạy đà năm mới khá thành công với doanh số bán trong tháng 1 năm 2022 đạt gần 2.400 xe. So với tháng 12 năm 2021, lượng tiêu thụ của Hyundai Accent trong tháng đầu tiên của năm 2022 giảm 119 xe. Bước sang năm 2022, Hyundai Accent vẫn chưa có thay đổi về mẫu mã. Mẫu xe này đang được phân phối 4 phiên bản với giá bán từ 426 đến 542 triệu đồng. Thứ hai, Honda City với 1.745 xe. Mẫu sedan hạng B của Honda vừa có bước chạy đà khá thành công trong tháng đầu năm mới 2022. Theo đó, Honda City đạt doanh số bán lên tới 1.745 xe, vượt cả Toyota Vios để xếp vị trí thứ hai trong top 10 ô tô bán chạy nhất Việt Nam tháng 1. Honda City tại Việt Nam hiện có 3 phiên bản, giá bán từ 529 đến 599 triệu đồng. Chính sách ưu đãi giảm giá từ đại lý là yếu tố giúp cho Honda City tạo được sức hút trên thị trường. Thứ ba, Toyota Corolla Cross với 1.715 xe. Không còn duy trì phong độ tăng trưởng doanh số ấn tượng như những tháng cuối năm 2021, tuy nhiên, với thành tích 1.715 xe bán ra trong tháng 1 năm 2022, Toyota Corolla Cross vẫn xếp ở nhóm dẫn đầu trong số 10 ô tô bán chạy nhất Việt Nam. Mẫu crossover 5 chỗ này hiện có giá bán từ 720 đến 910 triệu đồng. Thứ tư, Kia Seltos với 1.450 xe. Sau gần 2 năm gia nhập thị trường ô tô Việt Nam, Kia Seltos vẫn đang tạo được sức hút với người tiêu dùng. Trong tháng 1 năm 2022, doanh số bán mẫu crossover này đạt 1.450 xe. Kia Seltos hiện đang được Trường Hải Thaco Auto lắp ráp, phân phối với giá từ 634 đến 744 triệu đồng. Thứ năm, Toyota Vios với 1.446 xe. Toyota Vios đang dần đánh mất vị thế vốn có trên thị trường ô tô Việt Nam. Kể từ giữa năm 2021 đến nay, Toyota Vios liên tục để mất vị trí số 1 về doanh số vào tay những cái tên khác trên thị trường. Với 1.446 xe bán ra trong tháng 1 năm 2022, không thể xem đây là bước chạy đà thành công của Toyota Vios. Thứ sáu, Mitsubishi Xpander với 1.419 xe. Mitsubishi Xpander vẫn là mẫu MPV phổ thông 5+2 chỗ ngồi hút khách nhất Việt Nam. Doanh số bán mẫu xe này trong tháng 1 năm 2022 đạt 1.419 xe. Hiện tại, Xpander là một trong số ít mẫu xe tại Việt Nam có cả bản nhập khẩu và lắp ráp trong nước. Trong năm 2021, Xpander trải qua nhiều lần nâng cấp, cập nhật phiên bản mới. Trong khi đó, tại một số quốc gia trong khu vực Đông Nam Á, mẫu xe này đã bước sang thế hệ mới. Thứ bảy, VinFast Fadin với 1.401 xe. Mẫu ô tô bán chạy nhất Việt Nam năm 2021, mở đầu năm mới 2022 với doanh số bán đạt 1.401 xe. Thông tin về việc VinFast sẽ ngừng sản xuất ô tô chạy xăng từ cuối năm 2022 đã phần nào tác động đến tâm lý người tiêu dùng trước khi quyết định chọn mua Fadin. Tuy nhiên, mẫu xe này đã được VinFast tăng hạn bảo hành lên tới 10 năm. Hiện tại, VinFast Fadin đang bán tại Việt Nam với 3 phiên bản với giá từ 425 đến 499 triệu đồng. Tuy nhiên, khách hàng mua Fadin và thanh toán 100% giá trị xe sẽ được ưu đãi giảm giá chỉ còn 382 đến 449 triệu đồng. Thứ 8, Hyundai Tucson với 1.256 xe. Sự xuất hiện của thế hệ mới từ đầu năm 2022 với nhiều thay đổi đột phá về kiểu dáng thiết kế công nghệ giúp Hyundai Tucson tạo được sức hút với khách hàng Việt Nam. Chỉ trong tháng đầu tiên mở bán, Hyundai Tucson đạt doanh số 1.256 xe. Qua đó, xếp thứ 2 trong số những dòng xe Hyundai bán chạy nhất tại Việt Nam. Tucson mới tại Việt Nam hiện có 4 phiên bản, giá bán từ 825 đến 1.030 triệu đồng. Thứ 9, Mazda CX-5 với 1.216 xe. Sau thời gian dài vắng bóng, Mazda CX-5 đã trở lại top 10 ô tô bán chạy nhất tháng với 1.216 xe. Mazda CX-5 tại Việt Nam hiện cũng đang được Thaco Auto lắp ráp phân phối với giá từ 839 đến 1.059 triệu đồng. Cuối cùng là Kia K3 với 1.115 xe. Sự xuất hiện của bản nâng cấp giúp cho mẫu sedan hạng C Kia K3 tiếp tục tạo được sức hút tại thị trường Việt Nam. Có đến 1.115 xe Kia K3 đã được Thaco Auto bán ra trong tháng 1 năm 2022. K3 đang tiếp bước tiền bối Cerato để giữ vững ngôi vương sedan hạng C bán chạy nhất tại Việt Nam. Từ tháng 12 năm 2021,
Mẫu xe này có thêm phiên bản trang bị động cơ 2.0 lít với giá bán 689 triệu đồng. Và trên đây là top 10 xe ô tô bán chạy nhất thị trường Việt Nam trong tháng 1 năm 2022. Bạn có đánh giá gì về top 10 xe này? Hãy để lại bình luận của mình bên dưới video. Đừng quên ấn like, kèm subscribe kênh YouTube của hệ thống chăm sóc xe D-Pro để theo dõi các video review xe, hướng dẫn chăm sóc và bảo dưỡng xe đúng cách tiêu chuẩn Nhật Bản. Xin chào và hẹn gặp lại trong video tới.